Ninh Thuận, một vùng đất cực Nam Trung Bộ đầy nắng và gió, vùng quê của những dải đất khô cằn, của những con người chịu thương chịu khó. Thế nhưng ai đã từng một lần đến với Ninh Thuận, ắt hẳn sẽ không quên mô hình du lịch sinh thái tại nơi này. Du lịch sinh thái được xem là loại hình du lịch gắn liền với môi trường, đưa con người đến gần với thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Đây là hình thức du lịch phù hợp với những ai có nhu cầu khám phá môi trường sống xung quanh và mong muốn tìm chút cảm giác thanh bình giữa cuộc sống ồn ào, tấp nập. Và một trong những điểm du lịch sinh thái đang thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tại Ninh Thuận phải kể đến trang trại Tuấn Quảng. Thật không khó để chúng ta có thể tìm ra được địa chỉ của trang trại Tuấn Quảng. Về Ninh Thuận, dọc theo tuyến đường tỉnh lộ hướng Tây Bắc thuộc thôn An Hòa, xã An Xuân, huyện Ninh Hải, men theo bờ hồ sinh thái Thành Sơn, du khách sẽ cảm nhận được sự hoang dã và mộc mạc của Tuấn Quảng. Trang trại mình lập ra thì nói chung rất là thuận lợi là trong cái đồi trang trại mình nó có nhiều cái đồi, có nhiều cảnh rất là đẹp. Phía bên là có hồ nước, phía bên sau đó thì nó có cái điện quạt gió, nên mình nghĩ như là chắc khách du lịch hoặc là khách đi tham quan có thể ta tìm đến nơi đây để tận hưởng những cái cảnh vật lạ, không khí trong lành. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khám phá bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương. Đến với thiên nhiên Tuấn Quảng, du khách sẽ được sống trong khung cảnh rừng núi hoang sơ trong lành, mát mẻ và thỏa thích tìm hiểu về đời sống của những loài động thực vật đặc trưng như gà tre, cừu, dê, nhà, táo. Ngoài ra, với cảnh quan vùng quê yên bình, đi cùng với những hình ảnh sinh hoạt bình dị, quen thuộc, cũng giúp du khách tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn đầy lý thú. Được biết qua chỗ trang trại của Tuấn Quảng này thì thông qua là cái bạn bè rồi báo chí mà Facebook, Zalo đó, rồi nên tôi mới biết tôi đến đây. Mặc dù thời tiết ở đây rất là nóng rồi, nhưng mà khi vô trang trại Tuấn Quảng này thì thấy rất là thoải mái, nó có cây cối mát mẻ, rồi nhất là đồi cừu, những con cừu rất là dễ thương, rồi có những cái điện gió xoay rất là thấy thích. Rồi cái nữa là thấy rất là vui khi thấy những cái con gà mà nuôi ở trên cây với những cái mà chòi mà để cho mà khách vô tham quan mà nghỉ ngơi để mà uống nước giải khát rồi rất là hấp dẫn. Nên thông qua chuyến đi này thì tôi sẽ về Cà Mau, tôi sẽ thông báo đến bạn bè tôi để biết, rồi để đến đây vui chơi giải trí xả chết trong những ngày làm việc mệt mỏi. Tại nơi đây, du khách sẽ thấy thích thú với mô hình nuôi thả gà độc đáo ấp nở trên cây. Và với không gian rộng rãi, sau khi nở, gà được nuôi thả tự nhiên, không sử dụng thức ăn công nghiệp, hóa chất, nên thịt gà dai rất ngọt. Nguồn gà tại trang trại Tuấn Quảng đang cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng tại Ninh Thuận và đáp ứng nhu cầu của du khách đến tham quan, khám phá tại nơi này. Gà tre thì nó là sống rất là hoang dã, nên đẻ trên cây. Ấp trên cây, tất cả ăn ở trên cây không? Các bạn thấy đây. Đây là gà tre tiếng dốc đây nè. Tức là con này là khoảng từng 8-9 lạng thôi. Đây là đang ấp đây. Đó là trứng đang ấp đây. Cái trang trại mình đó là có khoảng 100 cây me thế này. Mà một cây me là từ 2 ổ đến 3 ổ, đây các bạn vừa thấy đây. Đang ấp đây. Thế các bạn thấy hình thành ra là như vậy là 100 cây 2 ổ là khoảng 200 con mái rồi. Thì hàng tháng trang trại mình có thể xuất ra chừng 500 con. 500 con gà thịt. Ở đây thức ăn toàn bộ là thiên nhiên, ăn thiên nhiên thôi chứ không có một cái thực phẩm hoặc là không có một cái phụ phẩm nào để cho gà ăn hết. Các bạn đi đến tham quan
đã tham quan. Các bạn có nhu cầu chẳng hạn như là ăn uống mua có thể về làm quà hoặc là mua bán sỉ lẻ, các nhà hàng có nhu cầu mua bán gà tre thì liên hệ tới trang trại của mình để mình cung cấp cho các bạn đến tận nơi. Với lợi thế thoáng mát, Tuấn Quảng còn thích hợp để phát triển các loại hình vui chơi giải trí, giúp du khách có thể vừa nghỉ ngơi vừa vui chơi thoải mái. Chúng ta có thể câu cá tại Hồ Thành Sơn và chế biến tại chỗ sản phẩm mà mình vừa câu được. Ngoài ra, quý vị sẽ có những bức ảnh tự sướng tuyệt đẹp bên những chú cừu thân thiện và cánh đồng quạt gió của các nhà máy phòng điện. Du khách có thể đăng ký lưu trú tại chỗ mà không lo nghĩ về an ninh. Ngoài ra, Tuấn Quảng còn phù hợp với mô hình vui chơi tập thể, tổ chức cắm trại, dã ngoại, ngoại khóa. Em được sự tìm hiểu ở trên mạng thì em thấy trên này là có ở Phan Rang là có rất nhiều điểm tham quan du lịch rất là hấp dẫn và có em muốn trải nghiệm những điều mới lạ và đặc biệt. Nhờ em thấy ở đây là có rất nhiều là điểm tham quan như là cái hồ rất là đẹp, hay là ở đây có xa là có cái đường gió là để bọn em có thể chụp ảnh check-in phù hợp với trẻ trẻ, hay là cùng nhau bắt những chú cừu nhỏ để bể trên tay để chụp ảnh để về khoe Facebook bạn bè chẳng hạn. Em rất thích. Từ thành phố ngàn hoa đến đây thì thật ra ở trên Đà Lạt rất là mát mẻ, nhưng mà cũng muốn một chút xíu không khí biển với lại một chút nắng của Phan Rang mùa này. Thì nghe đâu là có một người bạn quảng cáo là có một cái cánh đồng mà nuôi cừu rất là nhiều, thì tình cờ tôi và con đi ngang qua đây thì thấy cừu rất là nhiều, và nhìn vào thì thấy một cái rừng me mà nhiều cái cây me vậy đó, mà nhìn một cái ông chủ thì rất là dễ thương. Và khi đó cũng mời khách là đến chơi và tham quan những cái bầy cừu của ông ta nuôi. Thì đến đầu tiên cái cảm nhận của tôi đến cái nơi này, mặc dù là một cái khu đồng hoang cỏ cháy, nhưng mà bên cạnh đó là có những cái sự thân thương gần gũi giữa người nuôi với lại những cái con vật mà sống chung quanh ông ta. Ông ta rất yêu thương cái đàn cừu, chăm sóc cho nó, mua từng cái bó rau muống về để cho chúng nó ăn, và khi thả ra thì nó vây quanh ông. Và tôi nhìn chung quanh thì ông ta nuôi thêm những cái chuồng gà, và ở trên cây, đặc biệt cây me rất là dễ thương, có những con gà nó đang là ấp trứng, rồi trứng nở ra vài 21 ngày sau thì nó lại xuống ổ, rồi con gà mẹ nó lại dẫn làng con đi ăn. Chung quanh là một cái khu đồng ruộng như vậy, thì cảm nhận của tôi đầu tiên là tôi thấy là ở đây về mà sau này mà phát triển về cái du lịch sinh thái á, thì tôi nghĩ rất là tốt. Bên cạnh đó, tại Tuấn Quảng, du khách có thể tận hưởng những món ăn chân quê, đảm bảo an toàn thực phẩm. Với cách chế biến đơn giản, bài trí dân dã, không gian riêng tư cho mỗi đội nhóm, gia đình. Trang trại mình có xây mấy cái phòng như thế này để phục vụ cho quý khách, gia đình, như bạn bè. Nếu mà có tham quan, về trang trại tham quan thì ăn uống biệt lập riêng cho quý khách. So với các hình thức du lịch phổ biến khác, du lịch sinh thái tại trang trại Tuấn Quảng có mức chi phí vừa phải, ít tốn kém và tiết kiệm được thời gian. Vị trí thuận lợi, rất dễ cho việc di chuyển nên du khách có thể lựa chọn đi về trong ngày. Trong những ngày hè oi bức khó chịu, hãy thưởng cho mình một chuyến du lịch sinh thái đầy màu sắc để tận hưởng không khí mát lành. Trang trại Tuấn Quảng hân hạnh mang đến cho du khách những cảm giác thư giãn, khám phá thiên nhiên và cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của giây phút nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Hãy đến với Tuấn Quảng để được gần với thiên nhiên.